Đây là chương trình Thay Lời Muốn Nói, được phát vào buổi chiều ngày hôm nay, những ngày cuối tuần đẹp trời. Và ca khúc được gửi đến hôm nay là một bài hát chúng ta rất quen thuộc của chúng ta, đó là bài Hòn Đá Cô Đơn do nhạc sĩ Nguyễn Đức Phong trình bày. Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cớ sao một mình, phải chăng đã cũng thân tình hòa niềm đau với ta. Có chỉ gió bay ngang qua, khẽ nhẹ quấn mát tâm hồn mình, ngày câu trai thân tình buồn làm chi hỡi em. Trong cuộc sống, nếu có những gì không hẹp của chúng ta hãy bỏ qua và đứng dậy cho những tương lai về sau. Có giọt nước rơi trên mi, khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng, hình như nước cũng biết rằng nàng đang xa cách ta. Ôi giọt nghĩa đau thương kia ơi, chớ vội khóc khiến ta thêm buồn, vì ta cũng đã biết rằng nàng đã xa cách ta. Các khúc đang được phát trên kênh 15 TV. Nếu các bạn muốn cài nhạc chờ, hãy sẽ nhạc chờ bài cát Hòn Đá Cô Đơn gửi đến một bài. Khi người đã quay lưng ra đi, chưa còn chôn vé vé trong lòng, thì người ơi ta biết đằng đời xa cánh ta. Ta ôm một chỗ đau thương kia thôi, sao thầm kim rót ra trong lòng, vì người yêu ơi ta biết rằng nàng sẽ quên mất ta. Xin cảm ơn nhà tài trợ Dr. Thanh, Honda Vision và hãng nhựa đồ chơi đã đồng hành tài trợ cho chương trình Thay Lời Muốn Nói của chúng tôi ngày hôm nay. Khi người đã quay lưng ra đi, dẫu còn chưa vẽ vẽ trong lòng, thì người yêu ơi ta biết rằng nàng đã xa cách ta. Ta ôm một chút đau thương kia thôi, dẫu dòng kim xót xa trong lòng, vì người yêu ơi ta biết rằng nàng đã quên.